Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cùng mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 trang 20-24, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập số 7, đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. Trong cuộc sống giữa người này với người kia không chỉ có sự khác biệt mà còn có những cái nét gần gũi tương đồng. Bên cạnh sự tương đồng về đặc điểm sinh lý, đói cần phải ăn, khát cần phải uống, thì con người còn có những cái điểm giống nhau về tâm lý, về tinh thần. Sinh ra trên đời, có ai không muốn khỏe mạnh, thông minh? Có ai không muốn cuộc đời hạnh phúc và sự nghiệp thành công? Có ai không thích cái đẹp? Có ai không thích được tôn trọng? Tuy nhiên, những cái khao khát chính đáng ấy không phải bao giờ cũng được thỏa mãn. Thực tế, có nhiều người rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, ốm đau, mất việc, thiếu thốn, thất bại là những cái điều đã từng xảy ra đối với bao người xung quanh ta. Thế ai lâm vào cái cảnh ngộ như thế cũng sẽ cảm thấy khốn khổ và muốn được sẻ chia, đồng cảm, cần được giúp đỡ và về vật chất và tinh thần. Theo Hoàng Phan Huy Dũng chủ biên, để làm tốt bài thi môn ngữ văn kỳ trung học phổ thông quốc gia phần nghị luận xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hà Nội 2016 trang 93. Như vậy các em sẽ trả lời câu hỏi câu số 1. Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết tính chất nghị luận trong đoạn trích trên? Thì đoạn trích trên nêu lên cái vấn đề để bàn luận, có những cái sử dụng những cái lý lẽ và bằng chứng để làm rõ vấn đề. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy cái tính chất nghị luận trong đoạn trích. Câu số 2. Vấn đề gì được tập trung bàn luận trong đoạn trích? Thì cái vấn đề được tập trung bàn luận trong đoạn trích đó là sự tương đồng giữa con người với nhau. Như vậy, sự tương đồng gần gũi giữa con người với nhau là cái vấn đề được tập trung bàn luận trong đoạn trích trên. 3. Theo tác giả, con người có sự tương đồng về những cái mặt nào, sự tương đồng về mặt nào mới là quan trọng? Theo tác giả, con người có sự tương đồng về mặt sinh lý và mặt tâm lý tinh thần. Sự tương đồng về tâm lý tinh thần mới là điều quan trọng cần bàn. Tiếp theo câu 4. Khi nêu vấn đề, trong cuộc sống giữa người này với người kia không chỉ có sự khác biệt mà còn có những cái nét gần gũi tương đồng. Người biết dùng lý lẽ để nêu ý kiến đó có sức thuyết phục không? Thì khi nêu vấn đề trong cuộc sống giữa người này với người kia không chỉ có sự khác biệt mà còn có những nét gần gũi tương đồng. Người biết đã dùng lý lẽ, thế là con người ai cũng muốn khỏe mạnh, thông minh, hạnh phúc, thành công, được người khác tôn trọng, thì lý lẽ này rất có sức thuyết phục, không dễ bác bỏ. Tiếp theo số 5. Đọc đoạn trích, em rút ra được điều gì giúp bản thân biết ứng xử đúng đắn trong cuộc sống? Thì em có thể rút ra bài học ứng xử cho riêng mình, trong đó quan trọng nhất là phải biết chia sẻ cảm thông với người khác. Tiếp theo số 6, trong câu bên cạnh sự tương đồng về đặc điểm sinh lý, đói cần phải ăn, khát cần phải uống, thì con người còn có những cái điểm giống nhau về tâm lý, về tinh thần. Có thể hoán đổi vị trí hai từ tương đồng và giống nhau ở câu trên được không? Vì sao? Thì hai từ tương đồng và giống nhau có thể hoán đổi vị trí cho nhau, bởi đó là hai từ đồng nghĩa, có cách sử dụng giống nhau trong nhiều trường hợp. Tiếp theo số 7. Nếu đổi hết tất cả các câu hỏi trong đoạn thành câu khẳng định, ví dụ sinh ra trên đời có ai không muốn khỏe mạnh thông minh, đổi thành sinh ra trên đời ai cũng muốn khỏe mạnh thông minh, thì theo em khả năng tác động đến người đọc của đoạn trích có bị giảm đi không? Thì các câu hỏi trong đoạn hoàn toàn có thể đổi cấu trúc thành câu khẳng định, tuy nhiên đó chỉ là vấn đề ngữ pháp. Thực tế cấu trúc theo cái kiểu câu hỏi như ở đoạn trích này khả năng tác động mạnh hơn hẳn so với kiểu câu khẳng định.
Tiếp theo bài tập số 8. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. Khi bắt đầu đi học, bao nhiêu điều mới mẻ tuyệt vời sẽ đến với cháu. Nhưng không phải tất cả đều hoàn hảo cả cháu ạ. Cháu cũng như bao cô cậu học trò trạc tuổi của cháu, rất có nguy cơ sẽ gặp phải những kẻ hay bắt nạt ở trường và cả trong những lúc khác nhau của cuộc đời mình nữa. Việc ông cháu mình cùng học cách đối phó với những kẻ bắt nạt ấy có thể giúp cháu rất nhiều về sau đấy. Lá thư này không chỉ dành riêng cho cháu mà còn cho cả bố mẹ cháu nữa. Để đối phó với những kẻ này phải có sự kết hợp cùng nhau của cháu và bố mẹ nữa. Khi gặp một kẻ hay bắt nạt, phản ứng đầu tiên của chúng ta là thường là sợ hãi. Nhưng rồi chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ rồi giận dữ. Nhưng cách tốt nhất để đối phó với một kẻ hay bắt nạt không phải là đánh trả. Điều này thậm chí còn làm mọi cái việc trở nên tồi tệ hơn. Khi cháu tránh xa những kẻ ấy, không phải cháu hèn nhát mà là cháu khôn ngoan. Điều tiếp theo cháu nên làm là tâm sự với một người lớn nào đó mà cháu tin tưởng về mọi chuyện. Thầy cô giáo cũng có thể giúp cháu, nhưng bố mẹ cháu chính là người phải biết trước tiên. Và đây là phần mà ông muốn bố mẹ cháu cùng đọc. Nếu cháu bị bắt nạt, bố mẹ cháu nên làm gì? Daniel Joseph những cái bức thư gửi cháu Sam. Trích thông điệp cuộc sống, Minh Trâm, Hoa Phượng, Ngọc Hân Dịch, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2012, trang 117-118. Như vậy các em sẽ trả lời câu hỏi 1. Đoạn trích là lời của ai nói với ai và được trình bày bằng cái hình thức nào? Thì đoạn trích là lời của ông đối với cháu được trình bày bằng hình thức viết thư. 2. Theo thông tin trong đoạn trích, chuyện bắt nạt thường xảy ra với ai ở đâu? Thì theo thông tin mà đoạn trích đã nêu thì chuyện bắt nạt thường xảy ra với cháu và các học trò trạc tuổi cháu ở mọi nơi. 3. Đoạn trích nói về những kẻ bắt nạt hay cách đối phó khi bị bắt nạt. Những câu nào giúp em nhận ra điều đó? Thì căn cứ vào các câu, việc ông cháu mình cùng học cách đối phó với những kẻ bắt nạt ấy có thể giúp cháu rất nhiều về sau đấy. Và nhưng cách tốt nhất để đối phó với một kẻ hay bắt nạt không phải là đánh trả. Điều này thậm chí còn làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Ta biết rằng đoạn trích tập trung nói về cách đối phó khi bị bắt nạt. Tiếp theo số 4. Vì sao tác giả cho rằng tránh xa những kẻ bắt nạt không phải là hèn nhát mà là khôn ngoan? Thì tránh xa những kẻ bắt nạt thì việc bắt nạt sẽ không diễn ra, hoặc nếu đã diễn ra trước đó thì cũng không làm cho mọi việc rắc rối thêm. Như vậy là khôn ngoan. Tiếp theo số 5. Theo lời khuyên của người ông đối với cháu khi bị bắt nạt, cách ứng xử tốt nhất là gì? Phân tích tác dụng tích cực của cách ứng xử ấy. Thì theo lời khuyên của ông dành cho cháu là khi bị bắt nạt, cách ứng xử tốt nhất là không đánh trả lại kẻ bắt nạt. Vì đánh trả lại sẽ khiến kẻ bắt nạt có cớ đẩy tình trạng đến mức trầm trọng hơn. Tránh xa những kẻ bắt nạt vì như thế sẽ tránh được những cái mâu thuẫn có thể nảy sinh. Nhờ bố mẹ hoặc là thầy cô giúp đỡ vì họ là người lớn, có thể là tìm được những cách giải quyết hợp lý hơn. Tiếp theo câu 6, em có thể rút ra bài học cho bản thân từ những điều được bàn trong đoạn trích không vì sao? Thì chuyện bị bắt nạt có thể xảy ra đối với bất cứ ai. Khi gặp tình huống như vậy thì những cái lời khuyên của ông đối với cháu trong đoạn trích này thực sự là những cái bài học thiết thực. Tiếp theo số 7, sau đây là những câu biến đổi cấu trúc so với câu gốc trong đoạn trích. Trường hợp thứ nhất, trong câu trong đoạn trích, lá thư này không chỉ dành riêng cho cháu mà còn cho cả bố mẹ cháu nữa. Câu biến đổi cấu trúc, lá thư này không chỉ dành riêng cho bố mẹ cháu mà còn cho cả cháu nữa. Trường hợp thứ hai, câu trong đoạn trích, thầy cô giáo cũng có thể giúp cháu nhưng bố mẹ cháu chính là người phải biết trước tiên. Câu biến đổi cấu trúc, bố mẹ cháu cũng có thể giúp cháu nhưng thầy cô giáo chính là người phải biết trước tiên. Thì có thể dùng những câu đã thay đổi cấu trúc để thay thế cho câu gốc trong đoạn trích được không? Vì sao? Thì với các trường hợp này, chúng ta không thể dùng các câu đã biến đổi cấu trúc thay cho những cái câu gốc trong đoạn trích cụ thể. Ở trường hợp thứ nhất,
Ông, thưa ông viết thư cho cháu thì đối tượng trước hết không thể là bố mẹ cháu. Còn ở trường hợp thứ hai, khi mà con cái bị bắt nạt thì bố mẹ phải giúp đỡ con trước, sau đó mới nhờ đến thầy cô giáo. Tiếp theo bài tập số 9, đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. Dù muốn hay không, hình ảnh của ta cũng luôn luôn hiện ra trong mắt người khác. Người khác có thể là cha mẹ, ông bà, anh chị em ta, là bạn thân của ta hoặc là thậm chí một người xa còn xa lạ. Bất kể đó là ai, thì cái nhìn của họ vào ta bao giờ cũng hàm chứa một thái độ. Từ ánh mắt buồn của mẹ cần nhạy cảm mà hiểu rằng ta đã làm gì đó không phải đã khiến mẹ phiền lòng. Từ ánh mắt nghiêm khắc của thầy cô hãy nghĩ đến những cái khuyết điểm mà ta chưa nghiêm túc sửa chữa. Phải thật tinh tế mới có thể nhận thấy rất nhiều điều từ ánh mắt người khác. Có thể là niềm tin yêu, có thể là sự đồng cảm sẻ chia, có thể là sự khích lệ cổ vũ, có thể là nỗi hoài nghi hay trách móc. Có nhận ra thái độ của người khác ta mới biết lời nói, việc mình làm dở hay dở, đúng sai thế nào để điều chỉnh. Thông thường, tự đánh giá mình dễ rơi vào tình trạng chủ quan sai lệch. Vì vậy, muốn hiểu mình hơn cần chú ý thêm cái nhìn của người khác đối với mình. Theo Phan Huy Dũng, chủ biên, để làm tốt bài thi môn ngữ văn kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phần nghị luận xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2016, trang 87. Câu số 1, người khác mà đoạn trích nói đến gồm những ai? Thì người khác mà Đặng Trích nói đến gồm cha mẹ, ông bà, anh chị em, bạn thân, thậm chí người xa lạ. 2. Tác giả cho rằng cái nhìn của người khác hàm chứa một thái độ, những cái bằng chứng nào được sử dụng để chứng minh điều đó? Thì cái nhìn của người khác hàm chứa một thái độ để chứng minh điều đó, tác giả đã dùng các bằng chứng. Ánh mắt buồn của mẹ để chứng tỏ con đã làm gì đó chưa phải. Ánh mắt nghiêm khắc của thầy cô cho thấy học sinh chưa nghiêm túc sửa chữa khuyết điểm. Tiếp theo câu 3, ánh mắt của người khác thường hàm chứa những thái độ gì? Vấn đề này liên quan đến văn bản nào em đã được đọc ở bài 8, khác biệt và gần gũi? Thì ánh mắt của người khác hàm chứa những cái thái độ khác nhau, niềm tin yêu, sự đồng cảm sẻ chia, sự kích lệ cổ vũ, nỗi hoài nghi hay trách móc. Vấn đề này liên quan đến văn bản tiếng cười không muốn nghe mà em đã được đọc ở bài 8, khác biệt với gần gũi. Rồi tiếp theo là câu số 4, từ ta mà người viết sử dụng trong đoạn trích giúp em hiểu được gì? Thì trong đoạn trích người viết sử dụng đại từ ta. Với đại từ này, tác giả muốn nói rằng bất cứ ai cũng đều chịu sự nhìn nhận đánh giá của người khác. Đây là điều không phải thuộc riêng một cá nhân nào. Tiếp theo câu 5, vì sao muốn hiểu mình hơn thì cần chú ý thêm cái nhìn của người khác đối với mình? Thì con người thường chủ quan sai lệch khi tự đánh giá bản thân, nhiều lúc che đậy khuyết điểm hay tự đề cao mình quá. Câu tục ngữ cọc đèn tối chân muốn nói điều đó. Vì thế, chú ý thêm sự soi xét của người khác đối với mình là cách để hiểu mình hơn. Tiếp theo câu 6, có nhận ra cái thái độ của người khác ta mới biết lời mình nói, việc mình làm hay dở, đúng sai thế nào để điều chỉnh. Em có đồng ý với cái ý kiến này không, vì sao? Thì câu này yêu cầu em là phải bày tỏ cái thái độ đồng tình hay phản đối với ý kiến đã nêu. Thì muốn thể hiện cái sự đồng tình hay phản đối thì chúng ta phải đưa ra cái lý lẽ bằng chứng. Chẳng hạn như là em nhất trí với cái ý kiến đã nêu hay không? Rồi mỗi lời nói, việc làm của em đều tác động đến người khác, thì tự bản thân các em không biết được đầy đủ cái tác động đó là tốt hay xấu. Bởi thế nhiều khi thái độ của người khác là sự phản hồi đáng tin cậy, giúp em
biết lời nói và hành vi của mình là đúng hay sai, hay là dở. Như vậy thì ở câu số 6 này, các em sẽ trình bày cái thái độ đồng tình hay là phản đối với cái câu đã nêu. Thì ở đây cô chỉ gợi ý cho các em để các em tự trả lời. Rồi tiếp theo là câu số 7. Câu có thể hoán đổi cái vị trí của hai từ nghiêm khắc và nghiêm túc ở câu sau được hay không? Vì sao? Từ ánh mắt nghiêm khắc của thầy cô, hãy nghĩ đến những khuyết điểm mà ta chưa nghiêm túc sửa chữa. Thì chúng ta không thể hoán đổi vị trí của hai từ nghiêm khắc và nghiêm túc được, vì hai từ này có nghĩa khác nhau. Tiếp theo câu số 8, gọi tên thành phần được in đậm trong câu sau và nêu chức năng của nó. Dù muốn hay không, hình ảnh của ta cũng luôn hiện ra trong mắt người khác. Thì từ in đậm ở đây, ở câu dù muốn hay không, hình ảnh ta cũng luôn hiện ra trong mắt người khác, thì thành phần được in đậm là trạng ngữ chỉ điều kiện. Tiếp theo phần viết bài tập 1, hoàn thành đoạn văn có chủ đề không ai muốn bị bắt nạt. Bắt nạt là một cái hình thức của hành vi gây hấn biểu hiện bằng việc sử dụng vũ lực cưỡng ép người khác. Đặc biệt là hành vi này là thường xuyên và liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực. Khi nhắc đến cái vấn đề này, chúng ta thường sẽ nghĩ đó là cái vấn đề của trẻ con. Nhưng trong thực tế, ngay cả người lớn cũng có thể bị bắt nạt. Với trẻ em, việc bắt nạt xảy ra ở môi trường học đường rất là nhiều. Chỉ vì không thích bạn này, bạn kia, không cho mình chơi cùng mà chúng có thể bắt nạt lẫn nhau. Với người lớn cũng vậy, đôi khi vì ghen tị với tài năng và ngoại hình của người khác mà bắt nạt. Việc bắt nạt gây ảnh hưởng rất xấu đến chúng ta, không chỉ ở thể xác mà cả tinh thần. Nhiều người bị bắt nạt có thể khiến bị chấn thương, gây thương tật về sau. Có người vì ám ảnh bị bắt nạt mà trở nên thu mình, sợ hãi, sợ xã hội, ảnh hưởng tâm lý. Vì một xã hội văn minh và lành mạnh, chúng ta nên chấm dứt những cái hành động bắt nạt. Không ai muốn bị bắt nạt. Tiếp theo bài tập số 2, viết đoạn văn trình bày ý kiến của em về vấn đề cần biết cảm thông với người khác. Thì sự cảm thông chia sẻ trong cuộc sống chính là điều đem lại nhiều ý nghĩa lớn lao đối với con người. Cảm thông là biết rung cảm trước những cái vui buồn của người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ. Chia sẻ là cùng người khác san sẻ vui buồn, những trạng thái tình cảm tâm hồn với nhau, cả sự chia sẻ những khó khăn về vật chất giúp nhau trong hoạn nạn. Khi ta học được cách cảm thông và chia sẻ, tức biết sống vì người khác, cũng là lúc mình nhận được niềm vui, ta cảm thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Nếu ai cũng biết học cách cảm thông và chia sẻ thì trái đất này sẽ thật là tốt đẹp và hân thịnh biết bao. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, vì vậy cần lắm những tấm lòng cảm thông sẻ chia về vật chất giúp đỡ người khác khi khó khăn hoạn nạn, sẽ chia về tinh thần qua ánh mắt, nụ cười, lời an ủi, chúc mừng. Đôi khi chỉ là sự im lặng cảm thông, lắng nghe những tâm sự của người khác. Ngày nay còn một số bộ phận người không muốn chia sẻ cái cảm thông với người khác. Đó là lối sống ích kỷ mà chúng ta không nên có. Cuộc sống sẽ đẹp vô cùng khi con người biết đồng cảm sẻ chia. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tiếp theo, nói và nghe, bài tập 1. Cần có thái độ như thế nào đối với các bạn khuyết tật? Hãy trình bày ý kiến của em về vấn đề đó.
Thì để nói về vấn đề mà bài tập yêu cầu thì các em cần tiến hành các bước như sau. Thứ nhất, đó là các em hãy đọc và suy nghĩ kỹ về đề tài. Thứ hai là các em sẽ lập đề cương sơ lược cho bài nói, có thể là nêu các ý chính như sau. Thế nào là người khuyết tật? Các bạn khuyết tật có quyền được đến trường để học tập như những người bình thường không? Các bạn khuyết tật về thân thế, thân thể nhưng có thể là rất thông minh. Vì thế chúng ta cần tôn trọng và khuyến khích để các bạn phát huy cái năng lực ở trong học tập rồi và thể hiện mình ở các hoạt động khác. Các bạn khuyết tật thường gặp khó khăn trong sinh hoạt, do đó chúng ta cần phải biết cách giúp đỡ. Rồi tiếp theo thì các em sẽ tìm bằng chứng và một số tài liệu có thể để sử dụng bài nói phong phú và có sức thuyết phục hơn. Rồi tiếp theo nữa các em sẽ dựa vào cái đề cương ở trên, lần lượt tập luyện trình bày từng phần, từng ý, chú ý và tìm cách mở đầu cho hấp dẫn, triển khai nội dung rõ ràng, mạch lạc, kết thúc gây ấn tượng. Thì ở đây cô sẽ gợi ý một số vấn đề mà chúng ta cần làm ở trong cái bài tập này. Rồi tiếp theo bài tập 2 là trình bày ý kiến của em về vấn đề tự học. Thì ở đây cô sẽ gợi ý một số cái ý cần trình bày ở đây, đó là các em sẽ cần trình bày thế nào là tự học. Rồi tự học có liên quan gì đến việc học tập ở trên lớp, khi tự học thì có cần hợp tác với bạn bè không? Rồi tự học có thể là tiến hành theo những cái cách thức nào? Thì các em sẽ dựa vào cái gợi ý này để mà chúng ta trình bày ý kiến của em về vấn đề tự học. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.